Trong thời buổi dịch bệnh này thì mọi người thường ở nhà, mà ở nhà thì thường lên các trang mạng, điển hình là YouTube, hay là mình làm YouTuber nhỉ, hợp lý. Mà phải làm về chủ đề gì đây? À, mình thấy mấy cái video giật gân, xàm xí thường sẽ có khá là nhiều view, để mình làm thử xem sao, mà điện thoại đâu mà quay nhỉ? À, mình còn một cái iPad nè, chắc quay cũng ổn. Hi hi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử sức mình với YouTube xem mình có duyên với cái nghề YouTuber không nha. Mình định làm các video nhảm nhí giật gân vì nó câu khá là nhiều view. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Giờ thì mình sẽ suy nghĩ xem nên quay cái gì, à trong lúc đó ra ngoài vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ. À, giới thiệu với mọi người thì đây là con lợn bác mình cho nha, nhìn nó khá là dễ thương luôn. Thôi, đi tìm nội dung để quay thôi, à mà khoan. Xin chào tất cả anh em đã đến với channel của mình, và mình là Na Thịnh Vlog đây, con lợn này đi ra cho anh quay. Hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ làm lợn nha, bạn nào thấy mình giống lợn thì hãy like và sub nha. Thì chuồng lợn khá bé, nhưng không sao, vì view, vì anh em tôi sẽ cố gắng. Thì đây là máng nựng thúc ăn cho con lợn ý. Thì mình đang ăn kiểu con lợn nha, anh em like chia sẻ đi nhé, ăn xong rồi mình qua đây nằm ngủ nha anh em. Lại bảo không giống lợn đi, chia sẻ mạnh tay lên nhé anh em. Thì cuộc đời con lợn chán lắm, chỉ ăn ngủ ăn, lâu lâu thì... Thì mình làm xong thử thách 24 giờ làm lợn rồi nha, hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo, like, sub và chia sẻ mạnh tay nhé. Giờ thì lên edit video và đăng lên YouTube là xong. Xác nhận tải lên YouTube nè, ok tải lên rồi anh em ơi. Thì mình tải lên video đầu tiên rồi nha, không biết có ai ủng hộ mình không? Thôi kệ đi, để trời tính thôi chứ biết sao bây giờ. Thôi mình đi ngủ đây, vừa lấy thử thách làm lợn lên bây giờ mình hơi mệt. Siêu nhân ơi cho em theo với. Ây ra lại ngủ quên nữa rồi, anh edit cắt đoạn đó cho em nha anh. Uầy, 100.000 view, oh my god, không ngờ clip xàm xí câu nhiều view thật đấy. Chắc mình làm YouTuber luôn quá, mình được ông trời định đoạt số phận làm YouTube rồi. Thôi lỡ phóng lao thì phải đi theo lao thôi anh em ơi. Vậy mình phải tiếp tục suy nghĩ nên làm nội dung gì đây. Thôi, đi ra ngoài xem có gì hay ho quay cho mọi người xem. Anh em thấy thứ mà mình đang thấy không? Vâng đây chính là quán net. Hôm nay mình sẽ cúc cầu giao quán net nha. Phải giật gân vậy mới câu được nhiều view nha anh em. Thì trong quán net có anh Lù và chị Thỏ Mini. Nhưng không sao, mình chơi bộ môn chọc cún nhiều rồi nên chạy nhanh lắm. Hôm nay mình chơi khá là lớn nha. Chuẩn bị tinh thần chưa anh em? 1, 2, 3 là bắt đầu nè. 1, 2, 3. Mình chỉ làm một lần duy nhất nên anh em like xe mạnh tay nha. Chạy thôi anh em ơi. Mình chui vào nhà này trốn tạm nha. Ok ổn rồi anh em ơi, anh em thấy mình chơi lớn thì hãy like xe đi nào, mong ông chủ tiệm không xem video này. Ok mình thoát rồi anh em ơi, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Xong clip rồi, giờ về edit và up lên trên kênh thôi. Xác nhận đăng video lên, ok đăng lên rồi anh em ơi. Giờ thì cùng mình chờ đợi xem video này bao nhiêu view. Trong lúc đó mình sẽ trang thủ đi ngủ nha các bạn. Trong lúc đó mình sẽ trang thủ đi ngủ nha các bạn. Dậy kiểm tra xem nhiều view rồi thôi. Hả, 1 triệu view, oh my god, unbelievable, dấu to à nhầm nổi tiếng rồi anh em ơi. Đúng là mấy video xàm xí, giật gân có tính câu view cao thật đấy.
và từ đó mình làm rất nhiều clip giật gân, xàm xí như: "Chào anh em, hôm nay mình sẽ làm clip đổ nước lên đầu người lạ nha." Và các clip xàm xí, giật gân khác như: "Hôm nay mình sẽ đốt xe nha anh em, thì xe này cũng rồi đi không tốt nữa lên mình đốt." Và cả: "Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ nấu con gà này, không phải nấu bình thường mà nấu nguyên lông để trâu mọi người nha." Và mọi chuyện trở nên đỉnh điểm khi mình quay cái clip này. "Hề, lô anh em, hôm nay mình sẽ chơi lớn xem mọi người có trầm trồ, thì mình sẽ nhảy từ đây xuống dưới đất nha. Ở trên đây nhìn xuống thì khá là cao. Chỉ một lần duy nhất nên anh em like xe nhiều vào nhá. Để mình lùi ra xa lấy đà nha, ok chuẩn bị nè anh em, 1, 2, 3. À mà khoan, mình còn có gia đình, bạn bè, người thân, cô gì chú bác anh chị em gì đó. Thế nên mình không nên chỉ vì muôn câu view mà quên đi cuộc sống hiện tại của mình, mém nữa là mình không có ngày mai rồi. À các bạn cũng đừng chỉ vì view, like mà quên mất những gì mình đang có nhé, hãy quan tâm nhiều đến những người xung quanh mình, thôi mình đi xuống và trở về nhà thôi. Thang máy hết điện à, tại sao? Thì vừa lấy anh sửa điện có đến sửa thang máy và mình đã xuống được rồi. Nhớ nha, đừng chỉ vì câu view, câu like mà bạn đánh đổi tất cả. Và nhớ like và subscribe để ủng hộ Na Thịnh Gaming có động lực ra clip mới nha. Nhớ nha, còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.